làm người sơn khách, rong chơi ở núi này, mai kia thân mệt mỏi, xin ngài chiếc hang mây. Thi phẩm nói với sơn thần, tác giả Giới Đức, bút danh Minh Đức Triều Tâm Ảnh, qua giọng dẫn âm của nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm. Ta làm người sơn khách, rong chơi ở núi này, mai kia thân mệt mỏi, xin ngài chiếc hang mây. Ta làm người sơn khách, rong chơi ở núi này, mai kia thân mệt mỏi, xin ngài chiếc hang mây. Thi phẩm khung trời xuân, tặng pháp lệ tuệ tâm, trượt mây ngày xuống núi, áo trắng vàng qua sông, lui tới gót chân không, khung trời xuân viên mãn. Trường mây ngày xuống núi, áo trắng vàng qua sông, lui tới gót chân không, khung trời xuân viên mãn. Thi phẩm đạo đời, đạo đời một mối khôn phân, tình thiên thu nọ ở mà gần mà xa, dòng lên dòng xuống cùng là đầu nguồn cuối biển ở sương pha mấy màu. Thi phẩm nhớ quên, quên thế mà lại có, nhớ thế mà lại không. Về phố cưỡi trâu ngược, lên non suối thuận dòng, tới lui mình cũng được, tới lui
mình cũng không tới lui đầy biển mộng tới lui đầy chớn không.